từ thành lúc đầu vì yêu em quá đông. Hello, xin mến chào tất cả anh em. Một combo với mức giá tiền tổng đầu tư chỉ có 7.500.000 đồng thôi, anh em đã sở hữu được một bộ micro, một con vang và một cục đẩy công suất 2 kênh 500W cho một kênh. Nó rất là mỏng anh em nhé. Anh em thì nhìn thấy ba thớt thiết bị nó chỉ bằng một cái cục đẩy công suất ở bên phía dưới thôi, cũng là size 3U anh em nhé. Nhưng 3U ở đây anh em đã được vang, mic và cục đẩy công suất. Ngày hôm nay thì em có gửi về Kiên Giang cho một bác khách với cái combo ba thiết bị như này anh em nhé. Với cái thiết bị này thì đây em cũng nói trực tiếp đây và em giới thiệu chi tiết tới anh em cái bộ cô này. Điều đặc biệt là chỉnh chỉ bằng một cái tô vít, một cái cây tròn, anh em đã có thể chỉnh được cái con vang cơ này và tiếng đây. Em sử dụng cặp loa lắc 12, cặp loa bát ba luôn, 10 triệu đồng một cặp. Thì kể cả với tổng cái cấu hình này nó chỉ là 17.500.000 đồng thôi anh em nhé. 17.500.000 đồng, anh em đã có đẩy công suất này, có vang này, có micro và có một cặp loa bát 30 giống. Cái mức đầu tư nó rất là thấp và cái hiệu quả rất là cao anh em nhé. Đồng bộ dàn của thương hiệu lớn của tiếp ghép cái tiếng chất âm anh em đã nghe thế này rồi đúng không ạ? 1 2 5 6 7 8 9, tiếng mic thì rất là bay, tiếng echo, tiếng reverb nó hòa quyện với nhau rất mượt mà cho anh em đúng không ạ? Mic 7-5 sóng đầu 7 và sóng đầu 8 anh em nhé. Cái tình trạng hát trong ca kê gia đình, chung cư, phòng hát kinh doanh, anh em sử dụng của mic này là cực kỳ hợp lý, giá chỉ là 2.6 thôi anh em nhé. Vang lưới 6 thì hiện tại với mức giá là 2.400.000 đồng. Đẩy tích 25mm 500W cho một kênh. Chơi căng cho anh em đó là một cặp loa bát 30 anh em nhé. Căng một cặp loa bát 30 và giá chỉ có 2.5 triệu thôi, còn đắt đê anh em nhé. Cực kỳ hồn áp khi anh em chơi con tích 250 này anh em nhé. Ghép cái bộ cô hình này nó mỏng gọn nhẹ. Anh em nào chung cư, phòng hát gia đình mà cái chỗ để nó hạn hẹp thì anh em tham khảo cái combo như này, nó cực kỳ hợp lý. Và quan trọng là cái tiếng, cái tiếng chất âm anh em nghe nó rất là ổn áp đúng không ạ? Đây là cái tiếng mic thôi anh em nhá. Và chỉnh thì nó rất là dễ thôi. Anh em lên effect cho em trước này. Sập một cái cây tròn. Con này thì em đã giới thiệu chi tiết cho anh em cái cách chỉnh rồi. Ví dụ anh em muốn chỉnh delay. Sập nhanh hay chậm delay anh em nhá. Sập 7 8 9 9 7 7, hoặc là repeat dài ngắn đây. 6 7, repeat lặp lại nó rất là ngắn. Hoặc anh em tăng repeat lên 6 7 7 8 9 thì cái độ lặp lại nó sẽ nhiều hơn anh em nhé. Và tiếp theo một cái ăn tiền nữa đó là cái reverb echo. Anh em muốn hát gì vật đây 6, anh em xoay sang bên gì vật thì nó sẽ có con gì vật thôi. 6 7 8 9, tiếng vật nó rất là ngọt cho anh em và chuẩn luôn anh em nhá. Và muốn hát echo chuyển sang echo thì cũng sập bảy, anh em thấy nghe thấy chưa, echo lên ngay đúng không, rất mượt mà. Và anh em muốn hòa quyện giữa echo gì vật bao nhiêu thì anh em để xoay cái chiếc lắc này. Đấy, tỷ lệ giữa echo và gì vật bao nhiêu anh em chơi, có exciter được tiếng mic, có trung hú nhưng không sử dụng trung hú anh em nhá. Nhấn vào này này, cái FB này nó là on thì mới sử dụng trung hú. Đây em nhả ra không sử dụng trung hú và ngồi ngay đằng sau cho anh em rồi. Đấy, dễ chỉnh anh em. Đấy, lên tí nhạc cho anh em nghe này. 6 7 8 9 1 2, rất dễ hát cho anh em, rất dễ hát, rất dễ cà kê cho anh em có thể chơi. Và nhạc này cho căng lên trước cho anh em nghe. Đấy, anh em nghe thấy ổn hát chưa? Quá ổn hát đúng không? Mic nhẹ, hát bay, nhạc cũng rất là ngon cho anh em chơi. Con đẩy tích 250 em xin nhắc lại nhé, con này là 500W, cứ đánh bao cao cho anh em một cặp loa bát 30. Em đang sử dụng cặp loa từ 109 qua 76, em đang đánh đây và nó đánh căng cho anh em nghe. Ok, sẽ nghe đánh bao căng cho anh em chạy thoải mái lên nghe nhé. Ấy thì ngày hôm nay ba combo thiết bị này em sẽ gửi cho các khách đây. Thì con mic 705 là 2.6 anh em nhé. Vang lưới 6 là 2.4. Con này thì trước em đang bán là 2.8, đang khuyến mại cho anh em khoảng 2.4 thôi. Đấy. Và đẩy tích 250 thì giá hiện tại là 2.5 triệu. Tổng ba thiết bị như thế này anh em chỉ cần đầu tư ra có khoảng 1.5 triệu thôi anh em nhé. Mà
và cơ dễ chỉnh hát hay, đầy đủ chức năng ở cổng quang, bluetooth, usb, aux cho anh em có thể chơi. Reverb, echo, exciter nổi tiếng đầy đủ anh em nhé. Đây là một trong những dòng vang mà em được mệnh danh là ông vua của vang cơ cho anh em nghe rồi. Ok chưa? Đấy, tí khai là 12 triệu rưỡi 500 watt. Ok, cảm ơn bác khách đã tin tưởng đặt cho mình cái combo 3 thiết bị như này về để chơi anh em nhé. Em có nhu cầu mua hàng thì anh nhớ liên hệ với số đặt trong dưới màn hình. Nhớ là đăng ký kênh, nhấn chuông để xem các video anh em nhé. Ok, chào anh em và hẹn anh em ở các clip lần sau anh em nhé.